rồi giờ mình đi tiếp nha bà con. Ba mấy con đang ở đây là con đường này đường Phạm Đình Hổ. Khu vực này hồi xưa ta gọi là công si heo nè bà con. Ở đây có cái dòng kênh nha. À, đi dòng kênh bên tay trái nè. Ở đó đây có cái cây cầu. Cầu này người ta gọi là cầu công si heo. Đúng là đúng rồi, dòng kênh bên tay trái mà mình gọi đây nè. Cái nguyên cái tòa nhà này nè bà con, hồi xưa đó là lò mổ heo đó bà con. Đó, bà con có bác cái tin nè. Đó, toàn bộ khu này nè. Hồi xưa đó là lò mổ heo. Lò mổ heo lớn lắm đó nha, chứ không giỡn đâu. Sau này cái lò mổ heo này mới về cái lò heo Chánh Hưng á. Đó, thành ra bây giờ bắt đầu mới xây cái tòa nhà này nè. Đó, đó đây người ta gọi là công si heo. Bên kia đó là trường buôn bán cây mai đó bà con. Hay hồi đó thời Pháp gọi là đồn cây mai đó. Cuối đường Lục Tỉnh rồi bà con, đầu đường Lục Tỉnh chứ. Trước năm 75 là đây là đầu đường Lục Tỉnh rồi. Đường Lục Tỉnh là bắt đầu từ đây. Ở đây là mũi tàu Nguyễn Trãi nè, bên tay phải là đường Nguyễn Thị Nhỏ nè. Hồi xưa Nguyễn Thị Nhỏ này là Dương Công Trừng nha bà con. Đây con đường này hồi xưa là đường Hồng Bàng, sau năm 75 thì được đổi tên lại là đường Hùng Vương, và bây giờ nó đổi lại tên là đường Hồng Bàng rồi bà con. Trái ba mươi rồi đây hồi xưa là bóp tàu hòa nè, một cái bóp của cảnh sát đặc biệt, bóp hòa. Còn đây là thủ triều ba xa. Thì xin thưa bà con cô bác, sáng hôm nay ba mươi rồi mới gặp được một cái tin tức ở Sài Gòn. Thì xin thưa bà con cô bác, hôm nay là chính quyền thành phố là quyết định là ra tay bắt đầu là chấn áp một cái hình thức mà cái này là đang gây nhức nhối cho rất là cộng đồng của trong nước và cũng như nước ngoài. Một số nó gây ảnh hưởng rất là lớn. Thứ nhất đó là bà con cô bác biết mà Sài Gòn lần này năm nay là cái năm phát triển du lịch ha. Mà nếu mà cái lối đối tượng này mà nó cứ còn hoạt động hoài á thì nó sẽ gây ảnh hưởng không ít ha. Đó là bà con có biết là cái gì không? Đó là cái nạn mà ăn xin xin ăn đó bà con. Ăn xin đầu đường lang thang cơ nhở. Rồi một số theo mà ba mươi rồi được biết á thì một số các đối tượng lợi dụng vô đây là bắt đầu là đăng tin thiêu dệt, nói rằng là Sài Gòn khổ này nọ. Hồi xưa ở đây có tượng đài chiến sĩ vô danh này bà con, thành thử ra là gây mất
gây mất, nó gọi là, nói chung là nó gọi là cái đối tượng này nó làm gọi là gây mất mỹ quan đô thị gì đó, hình như là vậy. Nói chung là một cái hình ảnh không có đẹp à. Mà không biết rằng, nhiều người đặt câu hỏi á, là không biết rằng đây là thực tế là họ nghèo khổ thiệt, họ là vô gia cư thiệt hay là họ gì đó hay thiệt hay không à. Có lần ba mẹ còn nói với bà con cô bác á, là những cái đối tượng này không phải là người Sài Gòn. Thì có một người nói ba mẹ còn đó là một cái sự thiên vị, là nói chung là một cái sự mà không có công bằng hay gì đó à. Thì bây giờ đến lúc là bây giờ là hôm nay là ba mẹ còn thấy là chính quyền thành phố là chính thức là coi như là ra quân là coi như là dẹp sạch cái vụ này. Sẽ không còn cái chuyện mà coi như là người ăn xin lang thang chơi nhỏ trên thành phố đường phố nữa nha bà con à. Hồi xưa là thành phố là chỉ dẹp ngay cái vùng mà coi như là cái mấy cái quận trung tâm đó bà con, như là quận nhất rồi gì đó thì dẹp, tại vì cái nơi đó là nơi khách du lịch, nó gây không có hay. Bên đây là bỏ thành huyện Hùng Vương nè, bên kia đó là trại trần nguyên hãng của Triều Tinh. Thì khi mà đối tượng ở trung tâm không được á, hoạt động trung tâm không được, bắt đầu mới dạt ra mấy cái vùng ngoại thành. Thậm chí bây giờ còn có người nước ngoài á vô Việt Nam mà xin ăn nữa bà con à, chứ không phải là người dân ở Việt Nam nữa. Giờ người nước ngoài thấy ở Việt Nam này xin ăn dễ quá, thậm chí là cầm bản là xin luôn à, nhiều lắm. Nói chung là mấy cái tệ nạn này bây giờ là thành phố là chính thức là bắt đầu quyết định là ra quân dẹp nha bà con. Thì dẹp như thế nào, nó không phải là dẹp mà cái kiểu mà bắt bớ đâu bà con, đơn giản là bây giờ sẽ xuống kiểm tra thôi. Nhất là đối với những cái đối tượng người nước ngoài thì bây giờ sẽ theo cái luật mà coi như là xuất nhập cảnh thôi đó. Tại sao anh ở đâu anh vô đây, và tại vấn đề gì mà tự nhiên bây giờ anh lại đi xin ăn à, để giải quyết vấn đề là một à. Còn vấn đề thứ hai đó, đối với người dân trong nước thì bây giờ là sẽ gom hết, bắt đầu sàng lọc lại à, xác nhận lại cái những cái thông tin cư trú à, anh ở đâu, anh từ đâu tới à, tại sao anh đi ăn xin à. Rồi thêm một số nữa, đó là đối tượng mà coi như là bệnh, bà con quá thấy không, đi ngoài đường bây giờ là bệnh hoạn nằm la liệt hết à, bệnh hoạn nằm la liệt hết. Thì bây giờ chính thức là thành phố là cũng ra quân bây giờ là xác minh luôn vấn đề này. Nếu thực sự những người này bị bệnh, thành phố sẽ đưa vào những cái nơi trung tâm điều trị nha bà con. Giả sử anh bệnh phong cùi thì sẽ đưa lên những cái trại phong ở trên Biên Hòa hay là Bình Dương gì đó. Đó, anh bị bệnh gì sẽ đưa vô anh vô những cái trung tâm xã hội đó. Rồi sau đó bắt đầu những người mà coi như là khỏe mạnh lành lặn không bị gì hết, thì thế tại sao đi ăn xin, bắt đầu xác minh những cái nơi thông tin cư trú à, xem coi cái trường hợp nào, tại sao anh vô gia cư à, là anh người Sài Gòn, rồi thầy anh bán nhà, anh không có nhà anh ở, hay là sau đó thì những cái trường hợp nếu anh thật sự là anh là người Sài Gòn mà anh không có nhà để ở, anh khó khăn hay gì đó, thì những người này sẽ được đưa vô trung tâm bảo trợ xã hội nha bà con à, nơi đó người ta sẽ hiểu biết các anh à, là sẽ hỗ trợ cho các anh như thế nào đó à, hỗ trợ nhà cho anh rồi kiếm việc làm cho anh hay gì đó. Còn trong trường hợp ha, nếu mà phát hiện ra anh không phải là người ở Sài Gòn à, không ở thành phố, nhưng mà anh vào đây à, anh gây nhiễu loạn rồi anh đi anh xin gì đó gây mất hình ảnh, thì thành phố sẽ chuyển giao về cho địa phương nha bà con à. Anh từ đâu tới thì trả anh ở đó, và bắt anh phải là bắt qua địa phương là phải làm cam kết như thế nào đó. Tại vì ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình là không có cái chuyện mà ngăn sông cấm chợ nha bà con. Bất cứ người dân nào, người Việt nào có thể đi bất cứ nơi nào mà mình muốn, không có cái chuyện mà bắt anh là gì ở địa phương đó. Nhưng mà sẽ bắt anh làm một cái cam kết là anh không được phép đi vào thành phố mà anh đi ăn xin, anh gây những cái xấu như thế cho thành phố. Rồi xin thưa bà con quá, bây giờ mình đã đi tới đây là công viên Văn Lang nè à, bây giờ ba mẹ rồi sẽ đi dạo vòng vòng cái khu vực này. Trước mặt bà con quá đó là trường Chu Văn An, hồi xưa đó là trường Bưởi. Bây giờ mình sẽ đi dạo nha bà con.
đây là bệnh viện truyền máu huyết học nè. À, thì chủ yếu là bác muốn xem lại cái nơi mà xưa bác đã từng sống, thì bác có thể đứng và mang đồ quay chụp lại cho bác xem. À, đây là cái dãy nhà nè, dãy nhà này vẫn còn nè, hình như là xây lại hay sao bà con. Tại vì ba mới còn nhìn thấy cái kiến trúc này nó không có giống như năm 68, 69. Kiến trúc nhà này như xây lại các bạn ha. À, rồi cái hồi đó đây là khoảng đất trống nè. Bà con có bác còn nhớ không? Cái khoảng đất trống ngay cái góc mũi tàu nè. Đó. Thì năm 68 lúc mà năm Mậu Thân đó bà con, là nơi đây là dựng lên mấy cái điều di tản. À, người dân người ta di tản về đây để người ta tránh bom đạn đó bà con, người ta dựng mấy cái liều, với lại một phần nữa là những người mà bị mất nhà trong cái cuộc chiến đó. Còn đây là cái cổng trường nè, còn đây là nhà thờ ngã sáu nè. Nhà thờ này là nhà thờ Thánh Nữ Văn Đa à, hay còn gọi là nhà thờ ngã sáu Sài Gòn. Bên kia công viên Văn Lan, cái nhà tròn tròn đó, đó là trụ sở của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đó bà con. À, nhìn xéo qua đây là tòa hành chánh quận 5. Đây đây hồi xưa nữa đó thì ra đây là vùng đất này, cái đây là cái vùng đất nghĩa địa nha bà con, nghĩa địa của người Hoa. Rồi sau phần lưng bên trong này nè, đây là trụ sở của linh mục. À, giáo phận của trụ sở của giáo phận Hà Nội à, ở đây. Còn à, kế bên cái trường Châu An thì đây là Đại học Xá Minh Mạng nè bà con. Thì xin thưa bà con bác, cái Đại học Xá Minh Mạng này hình như là đã xây lại hay sửa lại đó bà con. Ta mới còn thấy nó không có giống như hồi xưa à, thật sự là nó không có giống như hồi xưa lắm bà con. Đây các bác cùng với ba mấy cô xem lại đây nha. Đây nè. À, đây là cái cổng vô nè bà con. Thì bây giờ từ đây cái cổng mình đi vô. Hồi xưa bà con bác nhớ không? Cái con đường này đi vô thì hai bên là hai cái dãy nhà. Hai dãy nhà nó cũng giống như dãy nhà này nè. Nhưng mà nó có tổng cộng là 4 dãy. À, 4 dãy. À, bên đây 4 dãy nè, bên tay trái ba mươi còn 4 dãy nè. À, là nó xếp ngang ngang nè, xếp ngang ngang nè. Bây giờ bà con bác thấy có vẻ là nó chỉ còn lại có một tòa nhà này với một tòa nhà kia. À, à, cho nên ba mình còn thấy lạ, hình như là đã xây lại hay sao á. Thì nơi đây là hồi xưa là ký túc xá, nó dạng như là một cái nơi nó ký túc xá rồi đó. À, mình gọi là Đại học Xá Minh Mạng là nơi dành cho nam sinh của ở dưới tỉnh á, mà lên học ở viện Đại học Sài Gòn á, là sẽ được ở đây. À, thì ba mình còn thấy nó là lạ, hình như là xây lại hay sao á. À, đi vô bên trong đó mình thấy không, có một cái khoảng sân trống đó, khoảng sân trống thì ở đây ba mày còn thấy là cái góc bên tay trái ba mày gọi đây có một cái cây cờ nè đó, ngay cái sân trống đó bên tay trái có một cái cây cờ. Rồi thì bà con bác nhìn thấy cái căn nhà màu tím tím không đó, cái căn nhà màu tím tím đó, cái góc bên tay trái và bìa đó, thì xin thưa bà con bác đó là ba mày gọi đúng rồi, căn nhà màu tím tím đó, không biết là hồi xưa thì không phải màu tím đó, tại vì ba mẹ còn có xem một cái tấm không ảnh, à, hình như là không phải cái căn nhà ở đâu, căn nhà đó mới xây sau này đó. Đó thì bên cái bên tay trái đó bà con, cái góc bên tay trái sát góc bên trong đó đó, thì đó là hồi xưa đó là cái cơ thể học viện, à, sau lưng cái mé sát chết bên đó, đó là cái cơ thể học viện dành là nơi dành cho sinh viên y khoa thực tập đó bà con ở. Nói chung là cũng là của viện Đại học Sài Gòn luôn, nhưng mà nơi đó là nơi nó giống như cái nhà xác để dùng để thực tập mổ. Rồi đây là cái Đại học Xá Minh Mạng nè, bà con có bác xem lại ha. Ba mươi gồm thấy nó lạ quá à, lạ lắm, không có nào giống, không có nào nó thay đổi hoàn toàn luôn. Còn bên tay phải ba mươi gồm đây là nhà hàng Đông Phương nè. Nhà hàng Đông Phương này là hồi xưa đó là một cái bãi đất trống,
đây là cái khu đất này là khu đất của nhà thờ này đó. À, đó đây là bãi đất trống. À, bãi đất trống này vào thập niên năm 70-71 rồi không? Tới đây là các phương phía bên Việt Nam Cộng Hòa tới đây là xây dựng mấy căn nhà trái phép ở đây nè bà con. Rồi, trên cái bãi đất trống này. Rồi sau đó cái mà họ xây xong các thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa họ xây xong họ đâu có ở đâu bà con. Họ xây xong họ bán. À, họ bán cho người khác rồi xong cái chính quyền bắt đầu xuống nó giải tỏa dịch sập luôn. Cuối cùng những người mua sau là những người bị thiệt hại nhất. Hồi xưa con đường này là nó giữ nguyên hồi xưa luôn nè bà con. Nhưng mà hồi xưa đó là đường đất. À, nó cũng có một cái con đường nhỏ đây nè. À, thì có một bác nói ba Michael là hồi xưa đây không có hàng quán, thực sự là không có hàng quán. Nhưng mà ba Michael vẫn còn một cái tấm hình. Nếu mà đối chiếu theo á thì có một cái tấm hình ngay gách cái tường này nè. Có dựng lên một cái quán, không phải là cái quán nữa mà là một cái xe nước bà con. Một cái xe nước với lại mấy cái ghế mà cái dạng giống như là ghế mà sắp lại giống như mà mấy cái tiệm ăn hủ tiếu người Tàu á bà con. Ba Michael thấy có một cái tấm hình ngay đây. Một cái qua một cái xe nằm đây với một cái xe nằm kia. Đó là hai cái xe nước. Nhưng mà nó không phải là cái quán nha, mà nó có thể là dọn ra rồi xong sẽ đẩy đi được nha. Đó. Ba Michael vẫn còn một cái tấm hình có hai cái xe nước ở đó. Rồi bên tay phải ba Michael đây hồi xưa là BX của Mỹ. Nó là gọi là chợ lớn về chain đó. Mình thường hay ở Việt Nam mình gọi là siêu thị Mỹ á. Và Thế Giới Di Động này hồi xưa là cái gì nè, cái nhà hàng ấy, có phải cái tiệm ăn Thế Giới Di Động là cái tiệm ăn, cái cửa hàng mắt kính 419 cũng là cái tiệm ăn luôn bà con. Còn đây là ngã 6 chợ lớn có tượng đài An Dương Vương. Giờ mình sẽ đi lại mặt bên đây nha bà con. Hồi xưa đây là cái công viên nè. Xin thưa bà con cô bác, cái công viên này là có lâu đời lắm. Hồi đó trong cái công viên này có cái tivi. À, đến lúc mà đài truyền hình phát á, là ở đây có một cái ông giữ cái công viên này, ông ra ông mở tivi cho bà con coi. Thập niên 60 nha. Rồi cái dãy nhà bên đây nè, bây giờ là xin thưa bà con cô bác đã thay đổi lại hết rồi nè. Thay đổi hoàn toàn, xây dựng lại hết rồi. Hồi đó nơi đây là nơi ở của các giáo sư của Viện Đại học Sài Gòn nè, hoặc là nói chung là những người giảng dạy nè, hoặc là những công chức như là bên hành chánh ở đây. Bên kia đó là học xá, bên đây có con đường nè, con đường này hồi xưa là dẫn đi vô nè khu dân cư ở đây. Bây giờ mời bà con bắt cùng với ba mình rồi xem lại ha. Bây giờ là ngàn cửa mọc lên thay đổi nhiều rồi nè. À, đây là cái khu dân cư hồi xưa nè. Để ba mày còn kiếm rồi có cái căn nhà nào có cũ cũ giống hồi xưa không? À. Hồi xưa ở đây là có cái những cái nhà trong cái khu này là đều có hàng rào bảo vệ nha bà. Có một cái bức tường ngăn cách con đường đi vô. Rồi sau này cái bức tường đó nó phá bỏ ra thì những cái căn nhà phía mặt ngoài kia nó chỗ ra mặt tiền. Đây có cái chùa nè bà con. Chùa này là chùa Giác Thanh, chùa nhỏ. Chùa này chùa Giác Thanh, một cái ngôi chùa nhỏ thôi. Nó nằm ở sau lưng của Đại học Xá Minh Mạng các bạn ơi. À, đây là phía sau lưng của Đại học Xá Minh Mạng. Cái bức tường đó là bức tường của Đại học Xá Minh Mạng đó.
đây đây là cái lối đi ra cái đường, đường này là đường Nguyễn Chí Thanh nè, hồi xưa đó là đường hồi này có quán phở hay ta, đường này hồi xưa đó là đường Trần Hoàng Quân. Đường này mà còn mang tên là đường Nhân Vị. Rồi bây giờ đây là đường Ngô Quyền rồi bà con. Đó đây là đường Diệu Đà. Rồi giờ ba mấy con sẽ chở và con bác đi dựng lại bên hông này ha. Bên đây phải ba mẹ gò đây đó bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, hồi xưa đây là nhà thương Hồng Bàng. Bên tay trái này hồi xưa là dãy khu dân cư rồi bà con, bây giờ người ta đập bỏ cái khu dân cư đó, người ta xây lên cái khu chung cư ha. Hồi xưa đây là một cái dãy nhà, ba mẹ gò thấy được cái dãy nhà rồi, cái đó hồi đó đây là cái khu này, cái khu dãy nhà nè, đó cũng là một cái khu dân cư. Bây giờ giải tỏa khu dân cư đó và xây nhà này. Thì xin thưa bà con bác, đây là nhà tang lễ của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nè, hồi xưa đây là nhà xác. À, đây là nhà xác nè. Thì cái cơ thể học viện là nằm ở bên đây. Có cái con đường đi qua nè, để đưa xác qua đây để cho đưa vào cái cơ thể học viện. Cái cơ thể học viện nó nằm ở bên trong cái khuôn viên của Đại học Xá Minh Mạng. Là trước mặt bà con bác cái trường đó là trường Chu Văn An đó bà con, nằm bề mặt phía sau của trường Chu Văn An. Còn bên ra không, đây là Đại học Xá Minh Mạng nè. Đây là con đường Minh Thông. Những cái cây cục thụ cổ thụ này bà con, năm 68 là chưa có nha bà con. Đó, những cái cây này bự bự quá trời nè, những cái cây dầu nè. Năm 68 là không có hàng cây này đâu. Cây này chắc trồng năm nào thì ba mấy cậu không biết. Nhưng mà hồi xưa kế bên hông của cái trường Chu Văn An này nè, các cô chú bác còn nhớ không, ở đây có từ cái góc này đây nè, kéo dài lên tới trên đường, có một cái hàng cây hoa ngọc lan. Đó, rồi từ cái đoạn đây nè lên tới trên kia đó là cái hàng cây hoa ngọc lan. Ôi trời, ở đây là những người này người ta đang đi khám bệnh. Ôi quá trời. Vậy là ba mấy rồi đã hoàn thành câu hỏi rồi. Với hôm nay đi gần quá, thành thử ra là mới có 8 mấy là ba mấy rồi đã quay xong một phim rồi. Có nhiều lúc quay 2 phim thì quay không nổi.
nhưng mà có nhiều lúc thì quay một phim thì cảm thấy cái năng lượng của mình nó vẫn còn dư thừa, nó cũng mệt ghê ha. Mà giờ mà quay thêm phim nữa để ngày mai nghỉ á, thì mắc công các cô chú bác lại xem phim cũ. Thôi giờ để ba mẹ cô đang sắp xếp làm việc theo khoa học đó bà con. Một tuần ba mẹ cô làm việc từ thứ hai cho đến thứ sáu ba mẹ cô đi quay phim, thứ hai thứ bảy đi quay phim, chủ nhật là ba mẹ cô nghỉ, ba mẹ cô không có quay phim để ba mẹ cô phục hồi lại năng lượng. À, thì giờ thì mỗi ngày một phim đi, bây giờ còn dư thời gian, giờ ba mẹ cô đi uống cà phê. Rồi ngày mai ba mẹ cô sẽ dẫn bà con cô bác đi lên cẩm xe lửa số 10 nha bà con. Thì các cô chú anh chị và các bạn có yêu cầu gì với ba mẹ cô thì nhớ cứ comment vô, và mỗi một ngày ba mẹ cô sẽ đọc lên một dòng comment để lấy cái đó là mình làm một cái hướng để mình đi nha bà con. Xa gần gì cũng được hết đó, miễn sao là bà con bác yêu cầu ba mẹ cô quay Sài Gòn là được. Đừng có nghe ba mẹ cô đi quay xa quá, như là đi ra tới nói chung xa quá thì đi không nổi. Xa quá, nếu mà có yêu cầu và xa quá chắc đi ngày thứ bảy thôi, nhưng mà đừng có xa quá rồi đó, ba mẹ cô đi quay Sài Gòn đó. Rồi thôi ba mẹ cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ cô, cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.